Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Form. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng form nào, hãy gọi thoại Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ review so sánh chi tiết cho các bạn phiên bản Form Everest Ambient với mức giá 1.099.000.000 và phiên bản Titanium một cầu cao cấp nhất của phiên bản nhấn động một cầu với mức giá 1.299.000.000. Tại sao Cường lại so sánh hai cái phiên bản này? Bởi vì rất nhiều quý khách hàng phân vân giữa hai phiên bản là: một là tôi chọn phiên bản cao cấp nhất một cầu, hai là tôi chọn phiên bản thấp nhất một cầu. Còn hai cầu thì nó là một cái phiên bản gì đó đặc thù rồi, tức là nhiều khi mình phải cần sử dụng đến hai cầu thì chúng ta mới cân nhắc lựa chọn cái phiên bản hai cầu, bởi vì cái phiên bản hai cầu thì cái mức giá nó cao hơn rất là nhiều. Phiên bản hai cầu thì có hai phiên bản là Titanium hai cầu, phiên bản quay chắc hai cầu. Còn đại đa số với cái nhu cầu sử dụng trong thành thị hay là di chuyển bình thường á, thì một cầu là dư đáp ứng cho chúng ta rồi. Ngoài ra phiên bản một cầu còn có cái phiên bản sport nữa, nhưng mà cái phiên bản sport đó thì lại là một cái phiên bản nó hơi đặc thù một xíu, tức là ai mà thích cái sự năng động trẻ trung, cái sự thể thao của nó thì mình mới thích. Còn lại đại đa số thì khách hàng sẽ phân vân giữa phiên bản Ambient thấp nhất một cầu và phiên bản cao cấp nhất một cầu là Titanium một cầu. Thì hôm nay Cường sẽ so sánh cho các bạn về 22 điểm khác biệt mà Cường đã tổng hợp trong cái bảng ngày hôm nay để cho các bạn biết được là hai chiếc xe này nó khác biệt nhau như thế nào, để khi chúng ta bỏ ra cái số tiền chênh lệch nhau đâu đó khoảng 200.000.000, cái giá niêm yết 1.099 và 1.299 là chênh lệch nhau 200.000.000 với 22 điểm khác biệt này, thì liệu chúng ta có nên đánh đổi hoặc là chúng ta có nên bỏ tiền thêm để chúng ta lựa chọn cái phiên bản nào cho chúng ta hay không. Và chắc chắn các bạn một điều rằng là các bạn hãy nên biết rõ cái nhu cầu sử dụng của chúng ta là gì, thì lúc đó các bạn mới biết được là cái xe các bạn sắp mua nó có phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta hay không. Còn thông tin Cường đưa ra ở trên này chỉ mang cái yếu tố là về thông tin của một chiếc xe, còn lại là các bạn hãy cân nhắc thật kỹ là cái nhu cầu sử dụng của chúng ta nó ở cái mức nào, ở cái vị trí như thế nào để chúng ta chọn cái xe cho nó phù hợp. Chứ nhiều khi Cường nói nha, mua một chiếc xe rất nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn về nhưng mà cả năm cả đời chạy xe không bao giờ dùng tới, nhưng mà nhiều khi mình chỉ cần một cái xe nó mang cái tính chất, nó mang cái platform, những cái cấu hình, ví dụ như động cơ, hộp số, khung gầm của cái phiên bản cao cấp nhất nhưng mà giá thành hợp lý nhất, lúc đó mình mua về mình cảm thấy nó rất là kiểu như là mình mua về và mình xài hết, mình vắt được hết cái xe các bạn, chứ mua về nó không có cảm giác là lãng phí ở đây. Ok, bây giờ cùng mời các bạn tìm hiểu 22 điểm khác biệt giữa phiên bản Ambient và phiên bản Titanium một cầu. Điểm khác biệt đầu tiên đến từ ngoại thất. Những chi tiết trên phiên bản Ambient như là mặt ca lăng sơn màu đen, cản trước sơn màu đen, ốp gương sơn màu đen, tay nắm cửa sơn màu đen, chân kính nẹp cao su, bệ bước chân không có ốp chrome, thì những cái chi tiết này trên phiên bản Titanium sẽ đều được mạ chrome sáng bóng. Điểm khác biệt thứ hai đó là đèn hậu. Đèn hậu của Ford Everest phiên bản Ambient tất nhiên đều là LED hết. Tuy nhiên cái phần LED của nó chỉ là cái màng ở phía bên ngoài thôi. Còn trên phiên bản Titanium nó sẽ LED vô tận bên trong này. Và cái nẹp Everest ở đây trên phiên bản Ambient sẽ là chữ nổi khối 3D. Còn trên phiên bản Titanium chữ Everest nó sẽ chìm ở vô bên trong và bên ngoài nó sẽ có một cái lớp nhựa nữa. Điểm khác biệt thứ ba đó là về phần mâm lốp. Mâm lốp của Ford Everest phiên bản Ambient này mập hơn. Thành lốp rất mập, tạo cho một cái cảm giác rất êm ái khi mà di chuyển qua đường xấu. Và size lốp là 255/65R18, mâm là 18. Còn trên phiên bản Titanium mâm sẽ là 20 inch, mâm bự hơn và thành lốp mỏng hơn. Và size lốp của phiên bản Titanium là 255/55R20. Điểm khác biệt thứ tư đó là trên phiên bản Ambient không có hệ thống cam 360, còn trên phiên bản Titanium một cầu sẽ có hệ thống camera 360 độ quan sát toàn cảnh xung quanh xe. Điểm khác biệt thứ năm đó là trên Ford Everest phiên bản Ambient sẽ không có hệ thống cảm biến hỗ trợ đối xe phía trước, mà chỉ có 4 cảm biến hỗ trợ đối xe phía sau thôi. Còn trên Ford Everest phiên bản Titanium sẽ có hệ thống hỗ trợ đối xe cho cả phía trước và phía sau. Điểm khác biệt thứ sáu đó là trên Ford Everest phiên bản Titanium sẽ có hệ thống giữ khoảng cách với lại xe phía trước, còn trên Ford Everest Ambient sẽ không có hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách với xe phía trước mà chỉ là ga tự động thông thường mà thôi. Điểm khác biệt thứ bảy đó là trên Ford Everest phiên bản Titanium chúng ta sẽ có hệ thống là lên xuống kính tự động chống kẹt cho cả 4 cửa kính,
Còn trên phiên bản Ambient này thì chỉ có lên xuống kính tự động và chống kẹt cho hàng ghế phía trước mà thôi. Còn lại ở hai cái ghế phía sau thì chúng ta phải giữ hoặc là kéo lên giữ thì nó mới chạy. Điểm khác biệt thứ 8 đó là màn hình sau vô lăng của phiên bản Ambient kích thước chỉ là 8 inch mà thôi. Còn trên phiên bản Titanium kích thước sẽ là 12 inch. Và màn hình giải trí trung tâm của phiên bản Ambient kích thước là 10 inch. Còn phiên bản Titanium kích thước sẽ là 12 inch. Điểm khác biệt thứ 9 đó là trên phiên bản Ambient sẽ không có hệ thống cảnh báo điểm mù, còn trên phiên bản Airred Titanium sẽ có hệ thống cảnh báo điểm mù. Điểm khác biệt thứ 10 đó là trên phiên bản Titanium khi các bạn lùi xe ra khỏi điểm đỗ, nếu có phương tiện cắt ngang khi lùi nó sẽ cảnh báo, còn trên phiên bản Ambient sẽ không có hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe. Điểm khác biệt 11 đó là trên Ford Airred Ambient sẽ không có hệ thống duy trì làn đường và cảnh báo lệch làn, còn trên Titanium sẽ có duy trì làn đường và cảnh báo lệch làn đường. Điểm khác biệt thứ 12 đó là trên phiên bản Titanium sẽ có hệ thống cảnh báo và phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật, còn trên phiên bản Ambient sẽ không có hệ thống tự động phanh khi gặp chướng ngại vật. Điểm khác biệt thứ 13 đó là trên phiên bản Ambient sẽ không có hệ thống tự động đánh lái để tránh va chạm, còn trên phiên bản Titanium sẽ có hệ thống là tự động đánh lái để tránh va chạm. Điểm khác biệt thứ 14 đó là trên phiên bản Titanium chúng ta sẽ có kính lái chống ồn, còn trên phiên bản Ambient chỉ là kính lái thường thôi, không có tính năng chống ồn. 15 đó là trên phiên bản Titanium chúng ta sẽ có đèn pha chống chói tự động, tức là nó tự động pha cốt á. Còn trên phiên bản Ambient thì chỉ là tự động tắt mở thôi, chứ không có tính năng là tự động pha cốt. 16 đó là trên Airred phiên bản Titanium chúng ta sẽ có hệ thống cảnh báo và kiểm soát áp suất lốp, còn trên phiên bản Ambient sẽ không có tính năng là cảnh báo và kiểm soát áp suất lốp. Điểm khác biệt thứ 17 đó là trên Ambient chúng ta sẽ không có hệ thống là gạt mưa tự động, mà chỉ đơn thuần là gạt bằng cơ thôi. Còn trên phiên bản Titanium là có thêm tính năng là gạt mưa tự động luôn nha. 18 là một cái option rất là tranh cãi, tức là có người thích và có người không đó, tức là cửa sổ trời. Trên phiên bản Ambient thì không có cửa sổ trời, còn trên phiên bản Titanium sẽ có cửa sổ trời. Thì nhiều khi khách hàng thích cái phiên bản Titanium đó, nhưng mà nhiều khi lại không thích cửa sổ trời đâu. Còn nhiều khi khách hàng thích không có cửa sổ trời, nhưng mà lại không thích cái phiên bản Ambient này. 19 đó là trên phiên bản Ambient này cốp thì là chỉ mở cốp cơ thôi đó, tức là có ti thủy lực nâng lên. Còn trên phiên bản Titanium sẽ sử dụng là cốp điện, bấm nút cái là nó bật lên, và có tính năng là đá cốp rảnh tay, tức là đá cốp là tự động bật lên chứ không cần là phải bấm nút gì hết. 20 đó là trên phiên bản Titanium chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa hai vùng tự động độc lập, còn trên phiên bản Ambient thì chỉ là một vùng và không có tự động nha. 21 đó là trên phiên bản Ambient chúng ta sẽ có ghế phụ, chỉ là ghế cơ thôi, tức là chỉnh cơ. Còn trên phiên bản Titanium thì sẽ là ghế phụ chỉnh điện luôn. 22 đó là trên phiên bản Titanium chúng ta sẽ có gương chiếu hậu ở bên trong là chống chói tự động. Còn trên phiên bản Ambient thì cũng là tự động, nhưng mà tự động nó chạy bằng cơm các bạn. Đó, nút cơ này nó phải có cái sức người gạt lên gạt xuống. Còn một cái tiểu tiết nữa đó là trên cái trần này nè, thì phiên bản Titanium là trần màu đen, còn trên phiên bản Ambient thì nó là màu kem các bạn. Và vừa rồi là Cường đã chia sẻ cho các bạn về 22 điểm khác biệt giữa phiên bản Titanium một cọc và phiên bản Ambient. Nếu tính luôn cái phần trần là 23 điểm khác biệt, thì các bạn thấy sao về 23 điểm khác biệt này? Có những cái thì có thể là mình thích hoặc là không. Còn tự chung lại thì với những cái công nghệ hỗ trợ an toàn và những cái điểm khác biệt đó, thì với cái mức giá các bạn bỏ ra thêm ở đâu đó khoảng 200 triệu thì các bạn thấy sao? Thì ở đây Cường chỉ cho các bạn cái thông tin là hai chiếc xe này nó khác biệt nhau như thế nào. Còn để mà nói cái các bạn nên mua cái phiên bản nào thì nó rất là khó nha. Bởi vì nó sẽ xảy ra một câu chuyện như thế này, nếu mà các bạn mà tiền mà nhiều thì không cần là phải suy nghĩ gì, cứ phiên bản cao cấp nhất mà chơi. Nhưng mà nếu mà chúng ta phải hơi cân đo đong đếm một xíu về cái vấn đề là kinh tế, thì lúc đó các bạn phải xem thực sự với cái nhu cầu của các bạn cần ở một chiếc xe là gì. Nếu các bạn chỉ cần những cái giá trị cốt lõi là về cái nền tảng khung gầm, động cơ, hộp số, cảm giác lái, an toàn là trang bị túi khí, thì hai chiếc xe này hoàn toàn giống nhau. Thì tiện thể đây thì Cường nói luôn cho các bạn về tất cả những cái điểm khác. Thì tất cả những cái điểm giống nhau trên hai chiếc xe này là gì, thì các bạn hoàn toàn có thể xem trên cái bảng liệt kê. Tất cả những cái gì gọi là nền tảng, là khung gầm, động cơ, hộp số, những cái trang bị an toàn, kiểm soát lực kéo, ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc là hoàn toàn giống nhau.
Cho nên là nếu quay trở lại cái câu chuyện là nhu cầu của chúng ta thì chỉ cần những cái nền tảng cốt lõi, những cái giá trị cốt lõi của một chiếc xe mà chúng ta phải hơi cân đo đong đếm một xíu về cái vấn đề tài chính, thì cái phiên bản này lúc đó là hoàn toàn rất phù hợp. Còn ngược lại, nếu mà các bạn phải cần những cái công nghệ hỗ trợ an toàn kia, bởi vì mình là một người lái yếu, mình là một người lái nó chưa có quen xe, thì lúc đó là buộc chúng ta phải ráng thêm, tức là mình phải ráng thêm 200 triệu để chúng ta mua cái phiên bản Titanium. Bởi vì nhiều khi á, mình mua một chiếc xe như là phiên bản Titanium đi mà mình không bao giờ mình sử dụng đến những cái công nghệ hỗ trợ an toàn của nó, thì lúc đó nó thành ra một cái câu chuyện nó rất là phí. Nhưng mà ngược lại, nếu mà các bạn mới lái lái yếu thì cường nghĩ là những cái công nghệ hỗ trợ an toàn của cái phiên bản Titanium á, thì nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong quá trình chúng ta lái xe. Nên là làm cái video này chỉ đưa cho các bạn cái thông tin thôi. Còn lại cái việc mà quyết định cái phiên bản nào nó phù hợp hay không, nó nằm ở rất lớn là cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Và chỉ các bạn mới biết được là các bạn cần cái gì và cái số tiền trong túi của bạn là bao nhiêu, thì các bạn mới đưa ra được một cái quyết định nó đúng nhất có thể. Còn ở đây Cường nói nên mua phiên bản nào thì cũng rất là khó nha. Còn Cường chỉ cung cấp cho các bạn thông tin để các bạn đưa ra cái sự quyết định cho nó đúng hơn và nó phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nha. Và nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả cao nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.